Em mến chào cả nhà đã quay trở lại với video của em nha. Thì hôm nay cả nhà là hai anh em của em bắt đầu rủ đi tiếp nha. Thì đi ra ngồi ở ngoài vài này nè. Từ chỗ em chạy ra thì khoảng 18 cây thôi, thì em với bạn nhỏ sẽ đi thử thách ở ngay vùng biển ở cả nhà, ở quanh biển thôi. Thì ở đây là ở vườn của quê em luôn, biển thì sẽ nằm ngoài này nè cả nhà này, nhưng em không cắm trại ở chỗ này nha. Em sẽ đi ra ngoài bãi đá bảy màu á cả nhà. Thì mùa nam á thì ở ngoài này nè, ở ngoài này gió nó đưa vào á rất là dít, mới lợi trời á thấu lắm nên nó không có cắm trại được. Em với bạn nhỏ sẽ đi ra ngoài kia, ra ngoài đó thì nó sẽ êm hơn, tại vì nó phức cái mũi á cả nhà, nó êm. Với lại ngoài đó có đá bảy màu rất là đẹp luôn. Ở Bình Thuận thì chỉ có một cái chỗ đó thôi thì là đẹp nhất bãi biển á cả nhà, nó có những hòn đá bảy màu luôn nha. Em sẽ dẫn cả nhà mình đi ra và bắt đầu em sẽ ghi hình lại cho cả nhà mình cùng xem luôn. Và rồi thì em với bạn nhỏ sẽ bắt đầu di chuyển ra đó nha. Nhỏ chào cả nhà các bạn. Rồi em mời cả nhà đi cùng hai anh em ra đó nha. Thì cũng như hôm trước thôi, hai đứa em sẽ bỏ theo gạo với nước và đâu và bắt đầu ra đó thì bắt những con cá con cua gì đó cả nhà, và bắt đầu kiếm thức ăn. Rồi em mời cả nhà đi theo hai đứa em nha. Giờ thì em với bạn nhỏ thì cũng đã xuống chỗ biển rồi cả nhà. Đây này, đây cả nhà này, biển này. Thì đây là bãi đá bảy màu nè cả nhà thấy không. Thì đá này nó có đủ nhiều màu sắc luôn cả nhà. Đá này á thì ở quê em gọi là đá giấy, nóng lắm, trời nóng á, nóng á cả nhà, nóng, những hòn đá này nóng lắm. Cả nhà xem này, từ một bãi từ đằng kia xa lắm mà đi dọc dài luôn, chỉ toàn là đá này thôi, đi tới chùa luôn. Thì đây là chùa Cổ Thạch này. Quý cô chú anh chị nào đã từng đi ra Bình Thuận, đi tới đá bảy màu hoặc là ra chùa Cổ Thạch rồi á thì sẽ biết chỗ này nha. Thì cũng là quê em thôi. Em nói chung là em hay thường ra đây lắm, ra vào đây chơi. Thì từ chỗ em đi ra có mười mấy cây ra cả nhà. Đây này cả nhà này, đá đẹp không? Đó, đá này thì người dân gọi là đá bảy màu nè. Viên một cái biển luôn, cả nhà xem này, viên một cái biển luôn. Thì mỗi chiều chiều á cả nhà, nếu mà chiều chiều á thì người dân sẽ mát á, người dân sẽ bày chỗ này nè để ăn uống và tắm biển luôn. Thì hai đứa em sẽ cắm trại bên này nha. Bên này nó có cái mũi này, mũi này ở quê em á, ở quê em hay gọi là mũi la gàn. Thì nó cũng như cái mũi nhỏ thôi cả nhà, nó đưa ra. Thì gió nam á, gió nam là từ ở đây bạc bạc về này, thì nó có cái mũi này này cả nhà này, thì nó bứt phức lại, nó không còn gió nữa. Cả nhà xem nước trong không, nước cũng vẫn còn trong này. Và rồi em với bạn nhỏ sẽ đi qua kia nha để coi thử có chỗ nào hay không, và hai đứa em sẽ dọn dẹp đồ lại. Thì hai ba bữa trước cả nhà mưa không
mưa nên hai đứa em đi không được. Bây giờ thì có nắng này, hai đứa em mới tranh thủ đi luôn. Và đó. Rồi, em sẽ đi tới đó quay cho cả nhà xem nha. Hai đứa em cũng đã tới chỗ cả nhà, nhưng mà chạy tới chỗ này á, nó có một cái chòi đây nè, che nắng, che mưa được luôn. Đây, biển này cả nhà này. Hình như là cái chòi này người dân á, những người dân ta cắt cái chòi này để canh những cái thúng lưới này cả nhà này. Đó, cái chòi này không có gì rồi. Thì có ở trên này nó có dương. Để chiều chiều mát mát á, em sẽ quay những cái cảnh này cho cả nhà xem nha. Chứ bây giờ nắng lắm. Em với bạn nhỏ thì có pha một ít cà phê, hai anh em ngồi nói dốc cả nhà. Đây, anh em sẽ dùng cà phê nha. Và rồi, thôi em xin ngưng nha. Để hai đứa em dùng cà phê một chút đã. Mấy anh đang câu cá cả nhà. Đá này cả nhà nè, nhìn nè. Có những hòn đá chắc lên khá là đẹp luôn. Cả nhà thấy không? Đá này là thiên nhiên tạo ra nha. Lắm cả nhà, ngoài đây đá nhiều hòn đẹp lắm luôn. Đi lên coi hòn đá kia cho cả nhà xem nha. Cái hòn đá đó cả nhà tự chắc lên nha, chứ không phải là người dân lấy xe cẩu lên đâu cả nhà. Đây đó, cả nhà nhìn xem hòn đá cao cao nhỏ nhỏ kia kìa. Với hòn đá này nè, đây cả nhà này nhìn xem nè, hòn đá mà chắc lên luôn á cả nhà. Em đi ra hòn đá kia cho cả nhà xem nha. Thì những hòn đá này á, ở quê em thì có nè, thì cũng là thiên nhiên tạo ra thôi, chứ không phải là người dân cẩu lên đâu cả nhà. Đá nó tự chắc lên thời xưa cả nhà, thì đã có sẵn rồi chứ không phải là mới đây nha. Những hòn đá mà nó chắc lên rất là đẹp luôn. Nhìn xem này, ô thật sự mà nói là đá không. Ở dưới đây cũng đá luôn này cả nhà này. Hiện tại em cũng đang đứng ở trên cục đá luôn nè. Nhìn đẹp lắm luôn. Và giờ em sẽ đi về lại chỗ trời nha. Thì giờ này cũng gần mát rồi cả nhà.
Tí nữa thì em với bạn nhỏ sẽ đánh cá ở trong cái hũng kia kìa, trong cái hũng đó cả nhà, thì nó êm hơn. Chứ còn ngoài này sóng á, sóng lượng cao á thì rất là nguy hiểm nha. Em với bạn nhỏ thì sẽ không đánh đâu, sẽ đánh ở trong cái hũng kia nó êm hơn. Em quay cho cả nhà xem. Và giờ để em đi qua lại bạn nhỏ thì bắt đầu anh em sẽ đánh lưới nha, để kiếm cá. Chứ giờ này cũng gần 4 giờ rồi cả nhà. Đây nè, gần 4 giờ rồi. Và giờ em với bạn nhỏ sẽ đi đánh lưới tại bãi biển này nè cả nhà này. Đây. Giờ lát nữa em đánh từ bên này sang qua bên kia luôn. Coi thử có cá hay không. Đây lưới này cả nhà này. Xem. Bữa nay trời hơi sóng rồi, anh em quấn nhét lưới này cũng hơi cực khổ. Đây để cố gắng làm một cái clip đẹp cho mọi người coi này. Trời hơi sóng. Đây là Pháp cầm lưới ra này. Đây là bạn Pháp cầm lưới ra là chuẩn bị đánh lưới để làm một cái clip đẹp cho mọi người xem. Sẽ bắt qua bên kia luôn. Em đã đánh xong rồi, đuôi sóng đây. Thank you.
đi rồi. Hôm nay thì có cá ăn rồi, cá nhiều lắm luôn. Thì giờ này á cả nhà, giờ này thì chuẩn bị nước á sẽ dần cạn lại, thì cỡ chiều càng nào á thì nước càng cạn càng lấy nha. Giờ lưới thì cũng đã xong rồi cả nhà, thì hai anh em bắt đầu sẽ vào. Hôm nay có bạn cũng ở quê em luôn, có ra ngoài này đánh lưới cả nhà. Ai về tình cờ gặp hai em luôn và xuống phụ. Đây là thành quả này cả nhà nè. Thành quả ba anh em. Vô đây là đủ ăn khá là ngon luôn cả nhà. Rồi, bắt đầu mấy anh em sẽ mở nè, sẽ gỡ cá ra. Một vét như thế này là đủ rồi. Kình lớn đây này cả nhà này, sót được một con to rồi. Nói chung là nhiêu đây sẽ đủ ăn nha, thì sẽ còn lại thì sẽ đưa cho bạn ấy để hai anh em thì lấy đủ ăn thôi cả nhà. Hai anh em thì lấy đủ ăn thôi chứ không lấy nhiều nha. Cho bạn nhỏ này, bạn nhỏ bạn làm cá nha. Em thì xí nữa sẽ chạy lên bên kia, chạy ra làng lại cái nhà mua hành ngò, giờ nấu một xô hành ngò ăn nha. Cả nhà, em mới đi mua hành ngò về nè, tí nữa nấu cá kình với hành ngò ăn nha. Thì em có chạy tới cả nhà, thì bãi đá bảy màu này. Đây cả nhà thấy du khách tắm không? Đông lắm. Du khách chơi vòng vòng bãi biển này nè cả nhà này. Đây em quay cho cả nhà xem nha. Thì cái máy của em nó không phóng to ra được nha cả nhà, chỉ có đi lại gần mới thấy thôi. Đó, đông lắm luôn cả nhà. Thấy chỗ chòm cái đeo người dân á, người ta ra đây tắm nhiều lắm. Có nhiều du khách ở Sài Gòn á cả nhà, ra đây chơi đông lắm luôn. Bên kia nữa kìa, bên bên bãi biển bên kia kìa, đông lắm luôn. Người dân thì hay tắm, thích tắm bãi biển này lắm cả nhà, tại vì những hòn đá bảy màu này cả nhà thấy không, đá đủ loại màu luôn, màu đỏ này, màu đen này, màu xám đó cả nhà xem đẹp không.
Đây, bên đây thì có những cái quán ăn, quán uống này cả nhà nè. Đó, thì những du khách ở nước ngoài, à lộn, em nói nhầm nha. Thì những du khách ở Sài Gòn ra thôi, họ là ở đâu tới thôi cả nhà. Đó, và thôi, bây giờ em sẽ về bên này nè. Đó, bên đá bên này sẽ phụ bạn nhỏ nha, phụ bạn nhỏ làm cá và chuẩn bị nấu ăn cả nhà. Và thôi nha, em sẽ đi qua đó. Có hai bạn kia kêu anh đi quay vlog hả anh trai kìa. Đây là cả nhà này, thành quả thì hai anh em, nói chung là nhiều lắm. Thì cái bạn kia thì cho một mớ rồi, cho bạn đem về. Thì hai anh em chỉ đủ như này là ăn đủ này cả nhà này. Cá, mấy con cá này nướng ăn nha, còn cá kình thì sẽ nấu hành ngò. Con cá liệt này. Cá gì đây, vô nữa. Cá tò hở. À tò hở. Cá tò hở vô đây, cá dốc này cả nhà này. Đó, có nhiêu đây thôi. Thì hai anh em vô đây là đủ ăn rồi. Thì cho bạn kia hết một mớ. Thì cơm, cơm thì sẽ nấu ngay đây nha cả nhà. Rồi, chờ 9 giờ thì em sẽ, hai đứa em sẽ dọn ra họ ngồi đá này à. Ngồi đá ở ngoài này này cả nhà này. Ăn đẹp lắm. Biển buổi chiều á cả nhà, em rất là đẹp luôn. Em quay cho cả nhà xem một vòng thúng này, thúng lưới á cả nhà. Hai đứa em sẽ ăn ở biển chỗ này nha. Đang nấu hành ngò cả nhà. Cá nướng này cả nhà này, cá nướng với hành ngò. Đây em làm thử một miếng cá nha. Mắm me cả nhà. Em mời cả nhà dùng cơm vào buổi chiều nha. Cá này á cả nhà. Những con cá kình này nè, cá nhỏ á thì ăn nó ngọt nước nha. Thì ở quê em hay ăn cá kình nhỏ như thế này nè, nấu hành ngò. Ăn ngọt nước lắm. Đây với cá nướng nha. Cá chín rồi cả nhà, cá nướng này, cá nướng ăn hơi ngon. Đây cá nướng này cả nhà này, em
em mời cả nhà dùng cơm cá nướng nha. Ăn nói chung là ngọt lắm cả nhà. Ngọt và ngon nữa. Thì em với bạn nhỏ thì ăn cơm xong hết rồi. Thì hai anh em á sẽ treo được hai cái võng này cả nhà này. Thì hôm nay thì xe cũng đã dắt lên đây luôn rồi. Hai đứa em thì sẽ ngủ lại đây một đêm nha. Đây là cả nhà này, em bên phía điện bên đây á là chùa Cổ Thạch này. Ban đêm sẽ lên điện đẹp lắm. Cả nhà nhìn thấy những cây đèn chớp này không? Là những cây đèn chớp thúng á cả nhà. Giờ này thì 8 giờ dữ rồi cả nhà. Đây nè. Hai anh em cứ ngồi nói dốc một xíu. Và thôi. Em cũng sẽ xin nằm nghỉ một chút luôn nha. Hẹn cả nhà vào ngày mai nha.